Minasan konnichiwa. Đến Goa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nhung đã quay trở lại cùng với các bạn để chúng ta tiếp tục một bài học mới. Như ở trên hình các bạn thấy, chúng ta có hai bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau. Và bạn nam đã khoe bạn nữ rằng là ngày hôm nay thì bạn nam đã ăn rất là nhiều đồ ăn. Bạn nữ mới tò mò hỏi rằng là bạn đã ăn gì vậy? Bạn nam mới nói chúng ta nhìn hình chúng ta có thể nhìn thấy là ramen, sandwichi, ice cream, kohi. Và bạn nữ thì cho rằng như thế là quá nhiều, cho nên nó không tốt cho cơ thể. Vậy thì chúng ta có một câu chốt: tabe sugimashita kara dame desu yo. Vậy ngữ pháp hôm nay chúng ta học đó chính là sugimasu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sugimasu là gì nè. Với động từ thì động từ mas bỏ mas, với tính từ đuôi y chúng ta bỏ y, đối với tính từ đuôi na chúng ta bỏ na và cộng với lại sugimasu. Và ở đây chúng ta sẽ có một cụm động từ mới, và cụm động từ này sẽ là một cụm động từ thuộc về nhóm 2. Ý nghĩa là làm về quá nhiều hoặc là quá nào, dùng để diễn tả ý vượt quá một mức độ nào đó của động tác, tác dụng, trạng thái. Và do đó mẫu câu này thường được dùng trong những trường hợp có ý xấu nằm ngoài mong đợi của người nói. Cũng giống như là chúng ta vẫn thường được hay nghe cái câu là cái gì quá cũng không tốt. Cho nên mẫu ngữ pháp này thường sẽ chỉ được sử dụng cho những trường hợp tiêu cực mà thôi. Ví dụ như với bạn này chúng ta thấy là biru takusan nomimashita, đã uống rất là nhiều bia. Vậy bây giờ chúng ta muốn nói là đã uống quá nhiều bia. Vậy động từ chúng ta có là nomimashita, sẽ chia thành là nomisugimashita, đã uống quá nhiều bia. Tiếp theo chúng ta có imanohe yaga totemo semai desu. Căn phòng bây giờ thì rất là hẹp. Vậy chúng ta có tính từ là semai. Vậy chúng ta muốn nói là quá hẹp, chúng ta sẽ có là semai sugimasu. Imanohe yaga semai sugimasu. Căn phòng bây giờ thì quá hẹp. Nào, totemo himana no de nani ka shitai desu. Vì rất là rảnh cho nên muốn làm một cái gì đó. Vậy tính từ chúng ta có ở đây là là tính từ hima. Vậy bây giờ chúng ta nói vì quá rảnh cho nên tôi muốn làm một cái gì đó, chúng ta sẽ có là chúng ta có là hima sugiru no de nanika shitai desu. Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy bạn nữ này đang xách một cái vali quá to, quá là nhiều đồ cho nên là quá nặng. Nimotsu ga totemo omoi no de hitori de motemasen. Vì cái hành lý này rất là nặng cho nên một mình thì không thể nào mà xách được. Vậy chúng ta có tính từ là omoi. Chúng ta muốn nói là vì hành lý quá nặng thì chúng ta sẽ nói làm sao nào? Chúng ta có nimotsu ga omosugiru no de hitori de motemasen. Còn với bạn nữ này, sau một ngày làm việc quá là mệt, bạn ấy quá mệt cho nên bạn không thể ngủ được, chúng ta có totemo tsukareta no de, vì rất là mệt nên remasen, không thể ngủ được. Vậy bây giờ chúng ta có động từ là tsukareta. Tsukareta chia về đi cùng với lại sugiru, chúng ta sẽ có là tsukare sugita no de ne ra remasen, vì quá mệt cho nên là không thể ngủ được. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn lại ngữ pháp chúng ta vừa mới học. Đội ngũ giáo viên sẽ chấm điểm và giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn được 100 điểm. Hẹn minasan sayonara mata aimashou.